Này rảnh quá rồi mình mở cái bánh sau ra mình coi thử coi có cái gì không nha. Đó thì cũng chưa thấy nữa. Thì trước tiên mở cái bánh sau mình kéo hắn tay lên. Rồi. Rồi mình sẽ lấy cái đòi ở trong xe mình đòi. Mình đòi mình kê cái đòi ngay chỗ cái dưới cái phục hoặc là ngay cái xương này cũng được, ngay xương ngang này cũng được, hoặc là dưới phục này mình kê dưới phục. Rồi khi chúng ta đội lên cho nó vừa chạm cái đó cho nó dính cứng cái này, chúng ta đừng có nâng bánh lên. Giờ đây mình sẽ dặn ốc mình nhả ra hết cho nó nhẹ rồi mình mới quay cái kia lên. Đội cái bánh lên lúc đó mình mới lượm cái bánh ra. Còn nếu mà chúng ta đội lên trước thì chúng ta dặn ốc cái bánh nó sẽ bị xoay, không có dặn được nha. Sau khi chúng ta dặn cho nó nhẹ ăn ốc rồi thì chúng ta đội bánh lên. Đội bánh lên bắt đầu mình dặn ốc ra, mình nghiên bánh ra.
Rồi vậy là mình đã tháo xong cái bánh ra rồi. Tình trạng cũng rất là dơ, quen ấu rỉ hết. Cái nắp này để đậy cái bạc đạn, mình khui nắp này ra nó sẽ nó có con ốc 32 chỗ này, mình dặn để lấy cái mâm này ra thì sẽ thay bố thắng hoặc là thay bạc đạn hoặc là gì á. Rồi bây giờ mình sẽ cạy cái nắp chụp này ra thử coi cái gì trong đây ha. Cái nắp chụp như mỡ bò. Này cũng có đậu rơ à. Này chắc phải mua bạc đạn mới về thay. Rồi giờ mình dùng kìm mình mở cái phe này ra để mình vặn con ốc ra. Này xe cũ mình mua mà sao con ốc này nó cứng lắm, mà nhắm này nó lỏng lẻo lỏng lác nhặn bằng tay luôn rồi trời, kinh dị dữ à. Rồi giờ mình rửa sạch cái mặt đạn này bằng xăng xe máy.
trạng này dởm hay gì, không có số hiệu, không có dịch đâu ta. Hiệu bật đạn chứ hiệu gì. Không có mạc, không có mẹ gì á. Đụng quá cái cục mòn ghê, mày đút bật đạn vô thì quay cái tôi. Nó mòn dữ à. Ờ mòn ghê à. Cái đó nó bị lỏng mà sao nó chạy tới vậy, tôi mòn ghê mày. Thì nó có dặn ốc nó không lỏng. Gỡ này. Thấy gì chưa? Rồi giờ mình gỡ cái mặt nạ này lên nữa. Là coi như bánh bánh sau là nó gồm hai cái mặt nạ nó ép vô với nhau. Cái trong cái ngoài. Rồi giờ mình đổ xăng vô mình rửa. Rửa hết mỡ bò rồi cho sạch nên mình vô mỡ bò mới. Rồi khi mình rửa sạch mình xoay cái mặt bên trong này mình xem thử coi cái mặt bên trong này có rỗ nhiều không nha. Thì cái này của mình thấy rỗ cũng ít chứ không có nhiều, nhưng mà chạy nó vẫn có nghe hú. Rồi mình xem cái bề mặt này nè, bề mặt này là tiếp xúc trực tiếp với mặt đạn. Nó cũng có rỗ. Mặt bên này nữa, mặt hồng nữa. Thì nếu mà rỗ nhiều thì bắt buộc mình phải thay cái này. Còn giờ mình xe của mình rỗ ít mình gắn vô mình đi đỡ. Rồi giờ mình sẽ lấy máy hơi mình sạch sạch mấy cái bụi này hết. Nếu mà nhà các bạn không có máy hơi thì các bạn lấy khăn xịt vô, xong rồi lấy cọ hay bằng chải răng mình chà ha. Giờ mình xịt bụi trước xong lát mình cũng phải chế khăn mình chà lại bằng cọ.
Rồi này mình lấy xăng mình cọ mấy cái bụi xét lại cho nó sạch. Cây này nhất sau mình sẽ mở cái bộ bố thắng này ra mình kiểm tra cho nó kỹ hơn ha. Này tại chiều tối mình làm sơ ráp vô lại, ráp tối đi công chuyện nè. Nếu sơn cái mâm ốp ở ngoài luôn, đánh đánh nhám sạch rồi mình sơn luôn mâm ốp luôn. Cái chuông này cũng mòn quá rồi.
Rồi giờ mình xịt xăng mình rửa cái mỡ bò cũ trong đây. Rồi mình lấy hơi mình xịt cho nó sạch ra. Xịt hơi ra. Nếu không có hơi thì mình ngâm vô xăng nhiều một chút. Rồi mình lấy cọ mình quét. Giờ mình gắn vô rồi test mỡ bò thêm vô. Rồi giờ mình lấy mỡ bò mình sẽ test vô cái bộ mặt đạn này rồi mình ráp vô lại ha. Thì mỡ bò này mình xài mỡ bò nhiệt. Mỡ bò nhiệt, đủ mỡ bò này mình mới mua. Thì mỡ bò nhiệt là sao, là lúc mình chạy cái này nó nóng lên á, mỡ bò nó sẽ tan đều ra. Còn nếu mà mình xài mỡ bò thường á, mỡ bò thường thì lúc nó nóng lên nó tan cái mỡ bò thường nó hình nhớt cái nó chảy chèm nhẹp tùm lum tà la hết à. Cho nên là mỡ bò nhiệt là để dành sử dụng những cái ổ bi hay là cái những cái trục chỗ nào mà nó có nhiệt độ, nó sinh ra nhiệt độ nó quay á, thì mình xài mỡ bò nhiệt. Trét mỡ bò đều hết xong rồi mình xây nhẹ trét vô mấy cái rãnh này luôn, trét hết vô mấy cái rãnh luôn. Rồi mình xây trét vô hết mấy cái đầu bi mấy cái rãnh nè. Mình xây cho nó bi nó chạy nó sẽ trộn mỡ bò vô trong. Phải vô mỡ bò đầy như này luôn ta, đúng không? Ai biết, chắc vậy. Mày cũng như tao lần đầu tiên thấy mà, đúng không? Tì đó thôi, tì ra thôi, còn cái kia nó ụp cho nó vừa, đúng không? Nhiều quá phí. Xưa giờ sửa xe đạp không hả? Hả? Thấy dòng bi xe đạp như vô đồ đạn cổ đạn đùm xe đạp thôi chứ đâu. Nào thấy ba vụ này gì chứ, xe đạp móc ra chơi được hả? Nó vậy cái ụp vô đấy, thời xe đạp à.
vô. Để vô có quất cái này chứ hả? Tao lên kịp tàu vô kịp tàu đâu gắn vô pháo rồi nữa rồi. Nãy giờ cái này dặn vô và dặn cứng hay dặn nhẹ nè. Thì mày xiết vô coi nó cứng cái kia nó còn quay vô không? Này chiếc kiểu chiếc vật đạn đùm với vật đạn bộ giữa chứ mẹ gì hả? Ừ. Mà kia có cái canh, còn này đâu có cái canh đâu. Chạy vật đạn không mà mày chiếc vô cứng đi. Chiếc cứng này chạy nó cũng tuôn à. Tuôn không? Nó chạy bằng cái vật đạn chứ không chạy bằng cái kia. Bây giờ phải kiếm chìa khóa mấy? Chìa khóa 23. Em bỏ cái cây chốt rồi quá thêm chút gắn vô. Đâu. Đó. Nó cục cục rồi nè, hồi nãy là cục 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 cục, nó le, cục 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 cục. Thì nó lỏng cái ốc đó. Chắc nghĩa vừa ha. Hết cục cục rồi thôi chứ. Chiếc cây cứng này để nó tuôn sao? Chiếc cứng quá, đạn nó nặng, nó quay không nổi sao mày? Trời ơi, sao nổi? Cái bật đạn thôi chứ đâu phải cái kia đâu. Giống như đạn đùm vậy đó, mày chiếc cứng vô là nó đâu có ấy đâu. Chiếc cuôn hả? Chiếc cuôn đó, đúng rồi. Chiếc cuôn hôm qua chạy có nổi đâu.
cây này xịn hơn cây này. Tôi lấy nguyên cái này ra đánh bóng mình lớn lại sơn quất sơn màu đỏ rồi hả, nhìn nó ngầu chút. Lấy cái đầu trà lư mà chà được bóng lớn cái gì, trà lư đâu đánh đâu, xong rồi mình đi xi xi nắp á, gân xi gòn xi đi nắp ngáo. Rồi mình thét silicon xung quanh cái miếng đệm này để cho nước nó đựng vô hoặc nặng. Rồi mình đập vô. Sẵn đây mình vệ sinh cái lồng trong đây luôn cho nó hết bụi để bụi nó lọc đi. Rồi mấy ngóc này giờ mình xịt cà vải ha. Giờ tẩy tẩy mấy xét này ra chứ đừng có cứng cái khăn. Rồi bỏ ra ngoài. Để dặn cái bánh vô. Rồi cái này, cái má đầm này xấu quá, vậy bữa mình mở ra làm thêm đợt nữa cái clip khác thì mình sẽ đánh sạch cái này mình sơn lại luôn.
Rồi chúng ta dặn bốn ốc này vô ha. Vì lúc dặn thì mình dặn hai con này và tới hai con này. Lúc xiết cũng vậy ha, chúng ta xiết hai con đối xứng rồi mới xiết hai con đối xứng kia. Cho nó cân bằng lực, nếu mà xiết con này thì nó bị chinh, nó dở cái này ra. Chim nhẹ cái bánh mình xiết cho nó vừa vừa cái tàn, lúc đầu mình mới hạ cái xe xuống cho nên cái bánh chịu lực nó đứng lại, để mình xiết cứng. Khi xiết mình phải nối thêm cái cây dài vô để mình giống như nãy mình mở ra vậy, nó mới đủ lực cứng nha. Rồi giờ mình nối thêm cái cây dài ra để mình siết lực cho nó cứng nha. Nãy lúc mở ra cũng vậy, mình nối cái cây mình đúng thấy bà rồi nó ra. Rồi, vậy là xong. Ok.